Bản thân cái cục đẩy D500 này là cục đẩy thiết kế dành riêng cho gia đình các bác nhé. Và nó thiết kế là dạng hai kênh, và mỗi một kênh bình thường công suất của nó là 800W một kênh. Và tuy nhiên anh em đánh ở chế độ đây là 8 ôm và 4 ôm nó lên tới 1000W. Và đặc biệt cái công suất thì nó cũng không có quan trọng lắm. Bây giờ trong gia đình đấy thì là với một cục đẩy như này thì anh em có thể thoải mái đánh một đôi bát 40 có dư rồi, mà hai đôi bát 30 cũng rất ok, và là 20, 25 vân vân thì nó vẫn chưa thoải mái các bác nhé. Nhưng mà khuyến cáo cho các bác anh em chơi tất cả các đẩy nói chung và đẩy D500 nói riêng thì nó sẽ chơi được hai đôi thôi các bác nhé, không phải là 3 hay là 4 đôi, cứ cậy khỏe là chơi nhiều loa thôi. Bởi vì cái này liên quan đến vấn đề trở kháng của loa và chúng ta khi phối ghép nữa, cho nên anh em lưu ý là đánh tối đa dù là loa gì đi chăng nữa, thậm chí chúng ta đánh hai đôi bát 20 thôi chẳng hạn, nhưng mà chỉ cần hai đôi thôi, đánh ba đôi bát thì nó lại khác rồi, đúng không? Cái lúc đấy trở kháng nó tụt xuống sâu quá thì nó không còn hay nữa, và nó không đảm bảo cho cái an toàn cho cục đẩy, vì cục đẩy thiết kế chỉ đánh từ 4 đến 16 ôm thôi. Nhưng mà đấy là cái vấn đề về chúng ta chơi đẩy. Và còn khi mà anh em mà chơi trong gia đình ấy, chúng ta cần quan trọng nhất đó là chất âm, đúng không ạ? Anh em cần lưu ý là khi mà chúng ta chọn cục đẩy chúng ta lưu ý rất quan trọng. Ngoài loa ra nhá, ngoài loa ra quyết định phần lớn thì cục đẩy nó cũng là một cái quyết định một cái phần không nhỏ. Loa thì theo một số nghiên cứu thì các anh em chuyên gia về kỹ thuật thì anh em nói là loa là khoảng tầm 45%, sau đó là đẩy khoảng tầm 40%, các bác nhá, đẩy quyết định 40%, còn lại là 15% là cho các thiết bị khác như vang rồi mic rồi các thiết bị hỗ trợ thôi. Đó thì cái cục đẩy nó rất là quan trọng. Cái cục đẩy này là cái phần công suất nó thể hiện như thế nào thì loa nó sẽ đánh ra như vậy đấy. Nên mà cục đẩy không tốt, đánh yếu là một này, và thứ hai là cái chất âm ấy, của nó đánh ra không mềm không ngọt thì loa thể hiện cũng không thể hay được đấy. Nhưng mà rất nhiều anh em mua những cục đẩy ra rẻ tiền mà cứ yêu cầu là chất âm nó phải hay thì không thể có được các bạn nhé. Chất âm hay thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như là cái thiết kế mạch này, và thứ hai là cái phần linh kiện, chất lượng linh kiện nữa. Thì với những đẩy hãng như thế này thì các bác anh em chơi hoàn toàn yên tâm, nhất là linh kiện nó dùng toàn là linh kiện xịn của Mỹ, nguồn đồng này, và cái mạch thiết kế của mạch là mạch Class H đời mới nhất, cũng như là có cái phần chip DSP xử lý tín hiệu đầu vào. Anh em hình dung là những cái cục đẩy thông thường thì không có được, và chỉ có những cục đẩy cao cấp như này, các bác anh em bật lên sẽ thấy phần mềm này. Đó, nó có phần mềm và nó được xử lý chip bằng chip DSP bằng số đấy, hay còn gọi là cục đẩy số đấy. Thế cho nên âm thanh nó mới hay được các bác nhá. Và cái giải tần hoạt động của những cục đẩy D500 này thì nó rất là rộng, từ 20Hz cho tới 20kHz, có nghĩa là nó bất kỳ một cái loa nào anh em đánh với cục đẩy này cũng có thể ra hết chất được luôn, giải xuống giải bass xuống sâu mần, dành cho anh em nào mà dùng cục đẩy này để đánh với loa siêu trầm đó, trầm hơi đấy thì nó vẫn đánh rất tốt này. Và giải chép lên tới tận 20kHz thì tất cả những dòng loa như kiểu anh em đánh là loa chép kèn, loa full hay là những dòng loa nhiều đường tiếng như thế này vẫn ra được hết chất luôn các bác nhá. Đó là lý do vì sao mà cái cục đẩy này thì giá nó cũng rất là đắt so với mặt bằng chung. Với những cục đẩy hai kênh thì anh em mua được cái cục đẩy này thì giá của nó tận 7 triệu cơ, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một cái chất lượng rất là tuyệt vời các bác nhá. Thiết kế của nó khá là nhỏ gọn, cái chiều sâu của nó chỉ khoảng tầm 30cm thôi, nhưng mà đắt nó sát ra miếng, thà chúng ta mua một lần thôi và chúng ta dùng mãi mãi, nó bền, nó hay. Đó thì là lời khuyên của chúng em là như vậy, thì tránh trường hợp anh em cứ mua cục đẩy rẻ quá nó khoảng 2-3 triệu, xong cuối cùng một thời gian và chúng ta lại mua lại bán lại để mua cục đẩy khác thì nó cứ đừng mua đi đủ lại nhiều lần như vậy, nó rất là tốn kém. Chính là nó khi nó lại còn đắt hơn cả thì chúng ta mua một lần cái cục đẩy như này. Và sản phẩm này thì đặc biệt là sẽ được bảo hành cho chúng ta trong vòng 1 năm các bác nhé, lỗi sẽ được đổi mới luôn với cục đẩy mới. Cũng có một trường hợp từ trước đến nay thì chúng em kinh doanh rất nhiều rồi, có một trường hợp mà không hiểu lý do vì sao mà cục đẩy gần đến ngày bảo hành, gần hết bảo hành thì nó bị lỗi. Để chúng em có gửi lại hãng và hãng người ta sẽ đổi luôn cho chúng ta một cái cục đẩy mới. Đó, chúng ta chơi những dòng này thì rất là yên tâm. Tuy nhiên tỷ lệ lỗi thì rất là ít thôi các bạn nhé, không có gì là tuyệt đối 100% cả, nhưng mà khi xảy ra lỗi chúng em sẽ vẫn bảo hành cho các bạn và anh em nghiêm chỉnh trong vòng 1 năm.